Kể là than bà tọt lưu phân mùi ní, tăng phí bằng cách mốc, bạch bà lò chiêng mì bón cọp hời. Club bà tọt mùi nơi khả nông protest phí, miền chú mùa tha FC GS Pond, bàn sáng sáng kể là than bà tọt chậm lấy cầm rõ bàn khớn, nơi lưu phân mùi ngay bị kể ấy. Kể là than mùi ní miền chú mùa tha Otma Hetfels, miền cầm phúc bì bón mát phí nì vô tật sạm một. Rùm bọt đòi bây chơ chung vĩnh, trở bàn kê xoan này than thá, chứa kê là than, thật nơi rùi dẹ còn buộc các buộc trên kê bóng phót nơi khả nông thịp ở rộp. Kê là than mùi ní, trở bàn sang sóng nơi khả nông chân nằm bì bọn bàm bùn, bốl, cứ xam sập bàm chân nằm, kroi bì club FC GS Pond bàn bóng cả lần. Còn buộc các buộc, mình mên dì ô bà xa, xâm rạp kê là có vật hạt lời, bọn tái, cá tọt bàl bắt riêng rò bà cút, cứ chỉ ổ bà xa đại FCGS Pond tăng tại chú bà tè. Chỉ tu tử, nữ khăn ông ca bà cút tăng tại miền bát bàl cổp bèl, hơi chìa mà sống có bát bì mì cọp tới bì cọp đài. Tại bà cút khá, miền ca bát bàl rò hốt đo tại đọc cọp có miền phòng đài. Bà dông tự tham ca bình chế, rồi dạ bèl bà hai xài dập chân nằm chiên mục ní, club FCGS Pond bàn bát bàl ở chiên mùi bòn cọp hơi. Xôm ổ côn xâm rạp gà tia sản á, hãy xôm cầm phích cho chôn Telegram channel ở Bò Sport Talk đang bây giờ tụ bán bò rộng miên kể lá thamay thamay bởi chạm thang ngày. Xôm ổ côn.